cánh đồng đất đỏ mình coi mấy chục ruộng nha các bạn. Mấy đang thả láng đánh đường nước nha. Hai mấy quần luôn. Xong rồi qua bờ. Máy này đang đánh đường nước nha. Sao có để cái bao đó, cho nó vuốt sình đi cho nó láng. Quá mướt luôn ha. Sáng nắng quá nha các bạn, ngay hướng mặt trời luôn. Chá nắng quá nắng. Các bạn coi nếu hình ảnh mờ gì các bạn thông cảm nha. Tại bây giờ mình quay là ngay cái hướng mặt trời luôn. Nắng chá quá. Quá đẹp không? Đám này quýnh 4 đường nước nha. Xong rồi xạ nha các bạn, cứ giống đem ra rồi nè. Đây có một cái cành mương quá lớn, đúc bê tông hết luôn nè. Nước chảy sát đáy luôn. Nước này là nước mưa á. Khu vực đất đỏ nha các bạn, một quyển đất đỏ ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Hai mấy quần một đám ruộng luôn. Đối đầu. Đánh đường nước còn quá đã. Anh cho khi đánh đường nước vậy, khi mình xạ là nước nó rút xuống dưới rỗng này hết nha. Không có bị úng lúa nha. Hôm nay vô vụ hè thu rồi, xới đồng loạt. Xới trục xạ. Đánh đường nước luôn nha các bạn, quá sâu luôn. Quá nắng ngày hơn một trời rồi. Quá mướt à.
xong rồi lên đến trên nha các bạn. Mấy đàn bò luôn. Trứng này ốc bươu vàng nha các bạn. Ba chiếc luôn nha các bạn, làm vui ghê không. À, có chủ ruộng đứng đắp bờ cầm cuốc á. Hay là quá lẹ. Sình sình nó chạc vô giò luôn. Đám này lớn đám nha các bạn. Nó quá tốt luôn á. Ừ, máy chạy khỏi vịnh luôn á. Ghê không? Quá đỉnh. Giống lúa giáp ra bờ để đầy ngay đó rồi. Ở trên này xả nè nha các bạn. Trên này xả mấy rồi nha. Quá trời luôn, 2-3 cái máy xả luôn rồi. Bữa nay gieo đồng loạt luôn rồi, nguyên cái phần này. Hai bà máy làm quá vui. Lớp nào thả láng, lớp nào đánh đường nước, lớp nào đắp bờ, lớp nào thì xả giống,
hai mấy đối đầu rồi. Quá lén. Lên bờ luôn. Đây một chiếc qua bờ luôn. Chiếc này thả láng nha các bạn. Này thả láng quýnh đường nước luôn đó nha. Các bạn thấy không, nước nó rót xuống cái đường nước nè, đường mới đánh nè. Sau này mình tắt nước khô hết rồi là nước nó rút xuống đó, từ từ là nó rút luôn. Còn ở trên là lúa nó mọc, không có bị úng mọng. Cái cột nha, kéo nè. Đó, dựng cái đầu kéo lên nè, kéo xuống nè. Đó. Quá đã. Kéo xuống dưới đây là cái búng nè. Video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Bạn xem nhớ bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi, chào các bạn.